Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi nhớ có một ngày, cái này 2 năm trước, lời Chúa đến với hội thánh của chúng ta như sau. Lời Chúa nói rằng, sẽ có rất nhiều kẻ có quyền, có thế và có tiền bạc và những tài năng. Họ đang chờ đợi hội thánh của Ngài. Chỉ cần hội thánh của Ngài nhìn họ thôi và đồng ý, họ lập tức tới để giúp đỡ. Nếu Chúa đã đặt đề vào lòng của một vị vua tại xứ Canh Đê giúp cho Nehemi xây được xong bức tường thành trong vòng 53 ngày, thì Ngài là nguồn của mọi sự, Ngài là nguồn của những ý tưởng, Ngài là nguồn của nhân lực, Ngài là nguồn của tiền bạc. Không có điều gì khó đối với Ngài. Amen. Hallelujah. Đại biểu Quốc hội trẻ tuổi 29 tuổi khi mà các mục sư đã sức dầu trên anh ta để cầu nguyện, Martin đó, dầu chảy trên đầu này. Và sau đó kết thúc xong cậu đi về. Cậu đi về sau vài tuần sau phát hiện ra ở trên mạng của hội thánh có quay cái đoạn phim ngắn mà khi chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho cậu và sức dầu. Cậu gọi điện thoại lên cho cô thư ký tới đây. Tại sao lại đưa lên màn hình như vậy? Tại sao lại đưa lên internet? Nguy hiểm. Nhiều người họ biết thì họ sẽ nói gì về tôi. Và người mục sư đã nói rằng, Martin, sếp của anh trưởng đảng đó là con của vị mục sư. Thủ tướng Đức là con của mục sư đó. Cậu ở dưới quyền của bà, cậu lại xấu hổ vì được mục sư cầu nguyện cho sao? Và cậu yên tâm trở lại. Anh chị em ơi, chúng ta đâu có gì mà phải xấu hổ khi giao truyền danh của Ngài. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, có một cậu bé sinh ra trong một làng quê hèn hạ cái đây 2000 năm trước. Từ một nữ thôn quê thiếu học, chưa hề ra khỏi quê hương trong vòng bán kính 200 km, chưa hề viết một quyển sách nào, con người đó chưa hề làm một bài thơ, chưa hề sáng tác một bài hát nào, chưa học qua trường cao đẳng hoặc đại học, không có một người quyền thế nào bao bọc và nâng đỡ. Nhưng chính con người đó cho tới ngày hôm nay, bao nhiêu nghị sĩ, bao nhiêu tổng thống, các hoàng đế, các vị vua đều tôn sùng con người đó là vua của họ. Không biết bao nhiêu bài hát ca ngợi Ngài, không biết bao nhiêu sách mà không có một thư viện nào chứa nổi sách viết về Ngài. Bạn ơi, Chúa Giêsu là Chúa của bạn. Ngài thay đổi toàn bộ lịch sử của nhân loại trước công nguyên và sau công nguyên. Bất cứ một người vô thần nào khi ký một cái hợp đồng đều có liên quan tới ngày sinh của đấng mà tôi và bạn đang thờ phượng. 2013 là mốc thời gian để tính từ ngày đấng đó giáng sinh trên đất này, tôi và bạn hạ sinh, còn Ngài giáng sinh từ trời, tôi và bạn sinh ra từ đất, còn Ngài từ trời tới với con người. 2000 năm trước, ngày sinh của Ngài đã thay đổi toàn bộ lịch sử của nhân loại này. Ngài lại là Chúa của tôi và bạn nữa. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Ngài. Hallelujah. Một bài báo của Việt Nam có viết rằng bà Merkel là một người rất là giỏi, giống nhiều như các lãnh tụ khác. Nhưng người đàn bà này lại có một điều đặc biệt hơn những người khác ở chỗ. Không hiểu tại sao bà lại có quá nhiều những may mắn. Từ một nữ học giả vật lý, bà bỗng nhiên năm 40 tuổi bước vào hoạt động chính trị và sau đó được nhấc lên trở thành con người như bây giờ. Họ nói rằng không hiểu tại sao bà lại quá nhiều may mắn như vậy. Tôi không hiểu người ta có tìm được câu trả lời không? Hoặc bạn ngồi tại đây có tìm được câu trả lời không? Nhưng có một câu trả lời mà cách đây 2 tháng trước, bà đã đứng trước một đại hội các mục sư và những quyền chức tại Berlin này ở Tây Đức. Bà giảng một bài giảng nói rằng làm sao để Kinh Thánh là ngọn hải đăng và sợi chỉ đỏ để dẫn chúng ta đi làm việc trong thế gian này. Một người nữ thủ tướng giảng cho các mục sư và những người quyền chức tại Đức này. Đề tài của bà mà mục sư Lê Văn Dinh có in ra một loạt để họp nhân sự vừa rồi đó. Đề tài của bà: lời thánh kinh là ngọn hải đăng và sợi chỉ đỏ cho cuộc sống chúng ta trên đất này. Hallelujah. Đó là câu trả lời tại sao bà lại có nhiều may mắn như vậy. Đức Chúa Trời là đấng giúp đỡ mỗi chúng ta. Amen. Nước Đức đã bại hoại nhiều năm rồi và Chúa muốn nhấc nước Đức lên, trong khi bao nhiêu nước xung quanh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi Hy Lạp đang khủng hoảng về tài chính, mà chỉ duy có nước Đức vẫn cường thành. Và tôi vừa rồi nói với tôi một thông tin rằng Hiệp hội
bảo vệ môi trường, họ nói rằng họ không ngờ rằng nước lại dâng lên đột ngột nhanh như vậy trong năm vừa rồi. Nó đã dâng lên được 2 cm. Và có một người tổng thống của một nước đảo nào đó nói rằng, ông kêu gọi mọi người ơi, trong vòng mấy chục năm nữa nước tôi bị mất rồi, vì nước nó ngập lên rồi, đảo không còn giữ nổi nữa. Và họ tìm một cái người làm sao đứng đầu phong trào để cứu thế giới này khỏi bị lụt. Và mọi người biết họ bầu ai không? Họ đề nghị bà Thủ tướng Đức đứng vào vị trí đó. Chỉ có bà là người có đủ uy tín kêu gọi những nước khác, bà là người đủ cứng rắn để giúp cho thế giới này có thể không bị lụt. Bà là thực sự là một con người được nhiều người cầu thay cho. Có lần tôi cùng ba vợ tôi, mục sư Lê Văn Dinh đến hội thánh Gemeinde Aptenberg. Ở đó ông mục sư lên, ông cầm cái tờ giấy nói rằng đây là thư của bà Merkel gửi cho hội thánh. Bà ông đọc một hồi, tất cả anh chị em hãy cầu nguyện cho chức vụ của tôi, cho sự lãnh đạo của tôi, để Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan nhiều hơn. Và họ mời cả hội thánh đứng dậy cầu nguyện cho bà. Bạn ơi, chúng ta cần phải cầu nguyện cho những người trong chính quyền. Amen. Amen. Hãy nói với lân cận rằng chúng ta phải cầu nguyện cho họ nhiều hơn. Hãy vỗ tay cảm tạ Chúa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã có 3 bài giảng vừa rồi nói về sự sức giàu. Và ngày hôm nay tôi lại tiếp tục. Chúng ta đang chuẩn bị cho sự sức giàu sắp tới. Thành ra chúng ta cần phải chuẩn bị những con đường. Tôi đã giảng với anh chị em biết cách nhận sức giàu bài giảng trước đây. Rồi gần đây nhất là bài giảng về đức tin để nhận lãnh sự sức giàu. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự sức giàu của Ngài có liên quan gì tới nhau. Bạn không thể nhận sự sức giàu mà không bước vào sự hiện diện của Ngài được. Mở đầu cơ Kinh Thánh Thi Thiên 8 câu số 4, câu số 5. Đề tài ngày hôm nay là sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự sức giàu của Ngài. Nó có liên quan mật thiết với nhau như thế nào? Lời Chúa nói, tác giả Thi Thiên có nói rằng loài người là gì mà Chúa nhớ tới? Đây có thể nói về tên của bạn. Hùng là ai mà Chúa lại đến? Con loài người là gì mà Chúa thăm viếng nó? Thăm viếng ở đây là Ngài tới hiện diện ở trong nhà, ở trong cuộc đời của con người đó. Bạn có thể thay tên của bạn vào xa xỉ là gì mà Chúa nhớ tới? Vượng cần là ai mà Chúa lại thăm viếng nó? Thăm viếng ở đây là Ngài tới hiện diện trong cuộc đời của người đó. Tiếp theo, Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Hãy nói vinh hiển và sang trọng. Như vậy có nghĩa là khi Ngài tới thăm viếng, khi Ngài tới hiện diện trong cuộc đời của người đó, thì người đó được mặc sự vinh hiển, người đó được mặc sự sang trọng. Nhớ này, từng bước một. Một là Ngài hiện diện, sau đó Ngài mặc cho con người đó sự vinh hiển và sang trọng. Câu tiếp theo, câu số 6, lời Chúa nói rằng Ngài ban quyền cho con người quản trị mọi loài do Ngài tạo dựng. Như vậy có nghĩa là có 3 điều quan trọng. Một là Chúa hiện diện. Hai là sự vinh hiển và sang trọng con người nhận được. Ba, đó là hành động. Ba là sự làm việc. Ba là để làm gì khi nhận được sự sức giàu. Một, Chúa hiện diện trong đời sống của tôi và bạn. Hai, Ngài cho sự vinh hiển và sang trọng, cái đó gọi là sự sức giàu, cái đó gọi là quyền năng. Ba, để làm. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Hãy nhắc lại cùng tôi từ công việc tay Chúa làm. Tôi mới hỏi anh chị em câu hỏi, Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỳ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi có phải là tay Chúa làm không? 12 con vật đó có phải là Chúa làm không? Không à? Tý mà không phải Chúa làm à? Tý là chuột đấy. Chuột có phải Chúa tạo dựng không? Sửu có phải Chúa tạo dựng không? Tý Sửu Dần có phải Chúa tạo dựng không? Dần, Tý Sửu Dần Mão. Ok, 12 con vật đó là tạo vật Chúa tạo dựng. Thế mà có vô số người lại quy ước đó là thần. Nói thế ông cầm tinh con gì? Tôi cầm tinh con chó. Thế còn bà, con lợn. Bạn ơi, mấy con lợn con chó đó không dẫn chúng ta đi được. Mấy con vật đó không thể dẫn chúng ta đi đâu được. Con lợn dẫn bạn tới đâu bạn biết rồi. Con chó dẫn bạn tới đâu bạn biết rồi. Và lời Chúa nói rằng chúng ta phải hướng dẫn họ. Bạn có bao giờ thấy lợn chăn người không?
toàn thấy người chăn lợn thôi. Bạn có thấy người chăn bò, à lợn bò chăn người bao giờ chưa? Chưa. Chỉ có người chăn bò thôi. Câu chuyện mà người nữ sau chủ nghĩa đầu tiên, đó là chị Chấm, là nữ chăn bò. Bạn ơi, chúng ta phải quản trị các loài vật chứ không phải loài vật quản trị chúng ta. Loài người đã bị đảo lộn khi đánh mất Đức Chúa Trời, hay là con người bỏ, hay là con người bị bỏ khi thờ phượng ma quỷ. Họ bắt đầu thờ người, họ bắt đầu thờ động vật, họ bắt đầu thờ cây. Nhưng sự thật, nếu như có sự hiện diện của Chúa rồi thì trật tự sẽ được lặp lại. Một là Chúa hiện diện, hai là quyền năng Chúa ban cho, ba là để làm việc. Thế ra khi bạn và tôi tiếp nhận Giê-xu làm cứu Chúa đời sống của mình, thì khi Chúa bước vào lòng của tôi và bạn, hiện diện của Ngài có, lập tức đầu chúng ta minh mẫn hơn. Amen. Một người chị em tại Nga sau này trở thành người hát cho ban tôn vinh. Chỗ đó mê tín đặc, mê tín nặng. Luôn luôn ở cửa hàng của chị có một thổ địa ngồi ở góc nhà, ngày nào cũng phải dâng oản, dâng đủ lên. Và có một lần cái khúc giò mà chị dâng nó quệt qua tai, và cuối cùng con chuột tối đó đi ngang qua làm mất một cái tai. Chị rất là sợ, 3 ngày lo sợ bị thần phạt. Chị nói rằng cái ông tượng đó giúp cho chị giữ được hàng, không bị kẻ cho trẻ con ăn cặp hàng. Tôi đến nói rằng: chị ơi, chị đã bao giờ ngủ mà dán chùi lỗ mũi chưa? Chị bao giờ ngủ kiến chùi lỗ tai chưa? Chị bảo chưa, có bị thần kinh mới bị như vậy. Tôi nói rằng đúng. Chị bảo ông này giúp chị bảo vệ hàng khỏi bọn trẻ con Nga bị ăn trộm, đến tay của ông ấy không giúp nổi khỏi chuột cắn đứt, thì làm sao giữ cho hàng của chị không mất? Con chuột nó ngửi thấy mùi gì dò tai nó làm mất cái tai, mà ông vẫn cười mà không hề bảo vệ được tay của mình, thì làm sao ông bảo vệ được hàng của chị? Thế mà chị phải sợ. Chị mới ngớ ra, chị ưu nhỉ, từ trước tới nay tôi không hề nghĩ những chuyện như vậy. Và chị đã nghe về Giê-xu, tôi chia sẻ tin Chúa Giê-xu và đưa ông thổ địa xuống đi du lịch tàu ngầm ở dưới sông Moscow. Và chị trở thành người hát trong ban tôn vinh. Anh chị em ơi, tôi không phê phán niềm tin của những con người khác, nhưng tôi đang muốn nói với những người mê tín một cách dị đoan. Mê tín một cách dị đoan. Mỗi một năm bao nhiêu trăm tỷ đô la của người Việt Nam trong khi nghèo như vậy đốt hàng mã. Tại sao chúng ta tiêu vào một khoản tiền quá lớn như vậy? Dân thì đói. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, Chúa kêu gọi dân Việt Nam hãy quay trở lại đối với Ngài. Khi Chúa hiện diện trong đời sống của họ, thì lập tức sự vinh hiển tới trên họ. Và khi sự vinh hiển tới trên họ, họ hiểu ra vấn đề ở chỗ sự vinh hiển kèm theo quyền năng, và quyền năng đó để chúng ta thay đổi thế giới này. Amen. Thì thiên đó anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, khi tôi tin Chúa Giê-xu, không còn sợ ngày hạn, không còn sợ ngày đen, không còn sợ ngày mùng 7/13, không còn sợ ra cổng gặp bao da đen ba chứa, không còn sợ gặp mèo đen, chả có gì mà phải sợ. Và nguyên cái khoản đó, bạn đã thấy bạn trẻ ra rồi, không phải đi mỹ viện. Amen. Amen anh chị em. 70-80% căn bệnh trong thân thể con người là do sự lo lắng rối loạn, suy nghĩ trong đầu. Đau dạ dày là bởi thần kinh lo lắng. Và khi chúng ta tin Chúa rồi, nguyên cái khoản mấy cái nhân vật đó dọa không còn dọa được nữa, thì làm sao mà không khỏe. Amen. Amen anh chị em. Amen. Hallelujah. Nếu bạn mà ai đã nói rằng bạn tuổi chuột, chồng bạn tuổi hổ, cần phải ly dị ngay chứ không hổ nuốt chừng bạn, bạn nói rằng xin lỗi, tôi bây giờ không cầm tinh con gì hết, tôi là con cái của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi chứ không phải mấy con vật nó dẫn dắt chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 8 này đã minh họa cho chúng ta rõ sự hiện diện của Chúa và sự sức giàu luôn luôn liên quan tới nhau. Bây giờ tôi muốn nói với anh chị em sự hiện diện của Chúa mang tới điều gì. Hãy cùng tôi dò sách Xuất Ê-díp-tô ký 33 câu 18 câu 23. Nếu như bạn không hiểu được cái gốc thì bạn sẽ không bao giờ nhận được cái ngọn. Vừa rồi một tòa nhà 6 tầng tại Ấn Độ bị sụp đổ bởi vì nền móng của nó quá là cũ và hư hỏng. Thật ra chỉ cần một sự đụng chạm nhỏ nào đó của những sự xây dựng bên cạnh cũng đủ làm cho tòa nhà bị sập.
Bởi vậy cho nên nền móng quan trọng hơn tòa nhà, nền móng quan trọng hơn tòa nhà, móng và nền quan trọng hơn. Người ta phải đầu tư 60-70% sức lực, tiền bạc và thời gian để làm cái móng nhà. Nền nhà quan trọng, nền móng nhà như thế nào thì nó quyết định độ cao và bề rộng của tòa nhà. Bởi vậy cho nên sự sức giàu đó là cái cây, còn sự hiện diện của Chúa là cái gốc và cái rễ. Nếu như không có sự hiện diện, bạn không bao giờ nhận được quyền năng và sự sức giàu. Xuất Ê Díp Tô ký 33, Môi-se thưa rằng: tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Hãy nhắc lại cùng tôi vinh hiển của Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ làm cho sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi. Làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Tiếp tục, Ngài lại phán rằng: ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán: đây có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, hãy nhắc lại sự vinh hiển ta, mà sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đi qua rồi, ta sẽ rút tay ta lại, và ngươi sẽ thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng được. Hallelujah. Môi-se nói với Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ơi, con muốn thấy sự vinh hiển của Ngài. Chúa nói rằng: đúng, ta sẽ cho ngươi thấy sự vinh hiển. Và câu số 18-19 quay trở lại nào. Để ý thấy Chúa trả lời gì. Môi-se thưa: tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi và hô danh ta. Lạ không? Ông cầu xin sự vinh hiển mà Chúa lại nói về tính cách của ông. Ông cầu xin sự vinh hiển, nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài, mà Chúa lại nói về tính cách của Ngài. Như vậy giữa sự vinh hiển của Ngài với tính cách của Ngài, nó có một sự trùng hợp nào không? Môi-se nói: Chúa ơi, cho con nhìn sự vinh hiển. Loài người thì luôn nghĩ sự vinh hiển là một vương miện. Ví dụ như Hoa hậu Hoàn Vũ. Anh chị em tưởng tượng này, có nhiều người đặt Hoa hậu Hoàn Vũ vừa rồi bên Mỹ đấy. Có một cô Hoa hậu Hoàn Vũ mà lại mặt trăng không hề gửi người xuống dưới thi, sao Hỏa cũng không có người thi, mà chỉ có người đất thi thôi, mà gọi là Hoa hậu Hoàn Vũ. Hoàn Vũ với ai? Đáng nhẽ phải nói rằng Hoa hậu Trái Đất chứ, có gọi là Hoa hậu Hoàn Vũ. Họ đội cho người đó cái vương miện Hoa hậu. Và đó, cái vương miện này là sự vinh hiển của cô ta đấy. Mọi người hiểu không? Các vị vua ngày xưa vàng là sự vinh hiển của các vị vua. Thế là họ bày vàng ra trên ngai của họ, họ bày vàng ra trên nhà lâu đài của họ, và mỗi một lần vua nào đến cướp và chiếm được nước đó, lấy hết vàng của nước này mang về nước của họ, bởi vì họ đã đánh mất sự vinh hiển, thành ra vàng thuộc về tôi. Vinh hiển chúng ta hay nghĩ đó là một cái gì, nhưng câu kinh thánh này lại nói rằng sự vinh hiển là ta, sự vinh hiển đó là thân vị của ta, sự vinh hiển đó là tính cách của ta. Và ông Môi-se nói rằng: cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Cũng là một người chuẩn bị thừa kế Pharaoh, ông ta hiểu rằng sự vinh hiển có nghĩa là một cái gì thuộc về Ngài, cái gì mà Ngài sở hữu. Ông ta xin xem sự vinh hiển, xem một cái gì của Ngài. Tôi có cái đồng hồ của tôi, cái áo của tôi, cái bút của tôi, nhưng cái bút này không phải là tôi. Nhưng Chúa đã dạy Môi-se và tôi một điều rằng: người cầu xin hiểu lầm rằng sự vinh hiển của ta, nhưng không phải sự vinh hiển là ta. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt người. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt người, làm ơn cho ai muốn làm ơn, và thương xót ai muốn thương xót. Người muốn nhìn thấy sự vinh hiển của ta, có nghĩa là người thấy ta đấy, là người thấy tính cách của ta, thấy thân vị của ta. Và nếu như ngươi muốn nhìn thấy, hãy thủ phục xương mà chờ đợi. Đến cherubin không dám nhìn mặt nữa cả. Trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, trong hòm giao ước, cherubin 6 cánh, 2 cánh che chân để không có sự lõa lồ, 2 cánh che mặt để không dám nhìn vào sự vinh hiển của Chúa, và 2 cánh để bay để phục vụ. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, sự vinh hiển Đức Chúa Trời là thân vị của Ngài đó anh chị em. Amen. Tiếp theo câu 20 trở đi này, Ngài phán rằng: ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta. Tại sao Môi-se muốn nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài mà có liên quan gì tới mặt Ngài?
hãy chính ông ta cầu xin rằng con muốn nhìn thấy Ngài. Vì không ai thấy được mặt ta mà còn sống, có nghĩa là không ai nhìn thấy sự vinh hiển của ta trong hình hài tội lỗi mà còn sống được. Người cầu xin sự vinh hiển, người cầu xin sự vinh hiển của ta là người cầu xin sự hiện diện rõ ràng của ta trước mặt người đấy. Đức Giê-va lại phán rằng ok, ta sẽ có cách. Người không nhìn thấy được, nhưng người sẽ cảm nhận được sự vinh hiển đi ngang qua người. Nếu như người nào, tôi nhớ làng tôi làng Cổ Nhuế, bà biết thanh niên Cổ Nhuế xin thề, mỗi lần kết thúc học về, sợ nhất cái anh chàng Cổ Nhuế đó đi trước. Đường thì nhỏ, mà anh ta có hai cái sọt ở hai bên xe đạp. Nếu như mà tốt bụng một chút đấy, mà nó nẻ, nó tạt vào bên cạnh đường cho mình vượt lên trước. Còn nếu không, nó cứ ngoặc tay lái bên này chút, ngoặc tay lái bên kia chút. Tiếng sóng vỗ bờ bên trong hai cái sọt là cả đám học sinh của chúng tôi chịu đau đớn cả một quãng đường. Anh ta ở đâu là mùi của anh ta đi kèm theo. Cổ Nhuế là luôn luôn đi gắp lòng người. Người có nước hoa phun vào quần áo đi ngang qua bạn, mùi thơm của nước hoa đó bạn ngửi thấy. Sự vinh hiển của ta sẽ đi ngang qua người, ta sẽ che lấy tay che mặt người. Người sẽ không nhìn thấy ta, nhưng sẽ biết rằng ta đi ngang qua người. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau xem Xuất Ai Cập ký 34, câu 5 đến câu 9. Tôi đã muốn nói cho anh chị em biết cái nền tảng của sự sức giàu. Đừng xin sự sức giàu mà quên nền tảng của sự sức giàu. Bạn có thể nhận được nó, nhưng sau đó mất ngay, bởi vì bạn không có nền tảng. Hoặc bạn sẽ chỉ lướt qua giống như Saul ngày xưa thôi, đi ngang qua đám tiên tri, cũng nói tiên tri, nhưng bản thân ông ta không hề nhận biết được Đức Chúa Trời. Đức Giê-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người và hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, trầm dặn đầy dấy ân huệ và thành thực. Bạn ở đến ngàn đời và xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải qua ba bốn đời. Môi-se lật đật cúi đầu xuống đất và thò lạy mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy đi giữa chúng tôi, vì dân này là một dân cứng cổ. Xin hãy tha sự gian ác cùng tội lỗi và nhận chúng tôi làm cơ nghiệp Chúa. Trở lại câu 5, câu 6. Đoạn Kinh Thánh vừa rồi tôi đọc cho anh chị em sự đối thoại giữa Chúa và Môi-se. Đây là sự vinh hiển của Chúa đi ngang qua mà câu mà đoạn 33 ông cầu xin. Đức Giê-hô-va ngự xuống. Môi-se cầu xin thấy sự vinh hiển của Chúa. Bây giờ sự vinh hiển đó ngự xuống trong đến đám mây, đến gần với Môi-se và hô danh. Chúa đang nói về tính cách của Ngài, Chúa đang nói về thân vị của Ngài. Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ. Vinh hiển là đấy đấy anh chị em. Vinh hiển là đấy đấy, chứ không phải là quyền năng ầm ầm chữa lành bệnh tật đâu. Quyền năng ầm ầm chữa lành bệnh tật đuổi quỷ đó là sự sức giàu quyền năng. Còn sự vinh hiển là cái gì mà ở bên trong Ngài, cái gì thuộc bổn thể của Ngài, cái gì thuộc bản chất của Ngài. Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, trầm dặn đầy dẫy ân huệ và thành thực. Có vô số những con người thấy phép lạ mà bỏ đi, nhưng có ai nhận được ân huệ của Ngài, tình yêu, mà lại không dính với Ngài đâu. Phép lạ của ma quỷ làm cho người ta được điều này điều kia, nhưng không thay đổi được tính cách bên trong. Còn phép lạ từ Chúa với sự vinh hiển của Ngài dẫn người ta tới sự ăn năn. Amen anh chị em. Ngay khi sự vinh hiển xuất hiện, Môi-se lập tức lật đật cúi đầu câu 9 đó và nói rằng: Chúa ơi, hãy tha tội trọng cho chúng con. Không một kẻ nào gặp sự vinh hiển của Ngài, ở trong sự vinh hiển của Ngài mà không thay đổi. Có những kẻ nhận được phép lạ vẫn y chang như cũ, nhưng không một người nào ở trong sự vinh hiển, ở trong sự hiện diện của Chúa mà lại sống y chang như cũ được. Gió thổi đi đâu không ai biết, nhưng việc làm của gió thật là rõ ràng trên lá cây. Thì người sinh ra từ Đức Thánh Linh cũng y chang như vậy. Không biết thời điểm nào, nhưng sự thay đổi rõ ràng trên con người, cuộc sống của con người đó, đó là một minh chứng gió đã thổi ngang qua bạn. Amen. Hãy nhắc lại cùng tôi, sự hiện diện của Chúa đó là sự vinh hiển.
Sự vinh hiển của Chúa là sự hiện diện của Ngài. Nhắc lại, đó là điều đầu tiên, nền tảng. Điều thứ hai là sự sức giàu quyền năng, công vụ đoạn 1. Sau khi có sự hiện diện rồi, chúng ta bước vào sự sức giàu. Bạn ơi, hãy bắt đầu từ bây giờ, hãy tìm kiếm Ngài, hãy xây dựng mối quan hệ đối với Ngài, thì bạn sẽ nhận được quyền năng đó. 3 năm ở với Chúa Giêsu, và giờ Chúa đã sống lại từ cõi chết. 40 ngày ở cùng với họ, sắp tới Ngài phải rời bỏ họ để lên trên thiên đàng bên cạnh Cha. Và Ngài nói rằng ta sẽ nài xin Cha sai Đức Thánh Linh xuống trên các người. Và lúc 40 ngày ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng răng đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Hãy nhắc lại cùng tôi, báp tem bằng Đức Thánh Linh. Câu 8. Thế nào là báp tem bằng Đức Thánh Linh? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, hãy nhắc lại cùng tôi, Đức Thánh Linh giáng trên. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, Jude, Samari cho đến cùng trái đất. Anh chị em để ý thấy không? Quyền phép là chúng ta nhận lấy, còn Thánh Linh là đến với chúng ta. Có nhiều khi chúng ta nhận quà mà quên người tặng quà. Chúng ta nhiều khi nhận quyền năng mà quên Đức Thánh Linh. Cái đó là cái nguy hiểm. Chúa nói khi Đức Thánh Linh hiện diện trên các ngươi, giống y hệt Thi Thiên số 8 vừa rồi đọc đó. Khi Đức Thánh Linh hiện diện trong đời sống của các ngươi thì lúc đó hãy nhận lấy quyền phép. Amen. Amen anh chị em. Sau khi tôi tin Chúa Giêsu năm 92, tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, con hãy bảo vệ gìn giữ con. Con chờ đợi có một ngày lấy được người vợ của con. Tôi chờ đợi 8 năm sau đó cưới vợ. Tôi nhớ cái ngày mà tôi đã kể cho anh chị em rồi, cưới vợ xong đi tuần trăng mật tại Mạc Xây. Tôi lao vào công việc để giúp ông mục sư, ông truyền đạo Trần Chín tại đó gây dựng hội thánh. Đến đâu khoảng gần khuya rồi, 11, 12 giờ đêm gì đó, thấy cô gái chạy xuống nói rằng bà mục sư khóc. Tôi hỏi bà mục sư nào? Người miền Nam hay gọi vợ mục sư là bà mục sư. Tôi không quen gọi như vậy. Vợ tôi vẫn là vợ tôi, Thủy Tiên là Thủy Tiên chứ không phải là bà mục sư. Là tôi thích gọi Thủy Tiên hơn là bà mục sư Hùng ơi. Và cô nói rằng đây là vợ mục sư đấy. Tôi chạy lên và tôi định làm việc vợ tôi. Tại sao? Trong khi họ đang cần sự giúp đỡ. Hội thánh 30 năm chỉ có 30 người, mà cả thành phố đây 10.000 người Việt Nam, họ đang tìm câu trả lời tại sao lại không phát triển. Mà em đang ngồi khóc. Tôi chạy lên định làm việc vợ tôi. Tôi bảo đi vào trong toilet rửa mặt đi, sẽ ra đây làm việc. Tôi định chỉnh vợ tôi, nhưng Chúa nói với tôi rằng người sai, hãy lắng nghe lời vợ người nói. Tôi ngồi. Sau khi vợ tôi bước ra, cô nói rằng anh, em sẵn sàng làm vợ của anh và sang Nga sống, hầu vì Chúa tại nơi đó, bất chấp tất cả mọi chuyện, điều gì xảy ra. Chả nhẽ cái thời điểm tuần trăng mật với nhau ở đây mà anh không dành cho em sao, 7 ngày. Tôi hiểu, vợ tôi nói đúng. Tôi nói anh xin lỗi em. Trong 7 ngày đó tôi vẫn tiếp tục làm chứng cho người khác, nhưng mối quan hệ của tôi với vợ tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi vẫn làm những điều gì cần phải làm, nhưng cái quan trọng mối quan hệ của tôi với vợ tôi được thay đổi. Và trong những ngày đó Chúa mới nhắc tôi rằng mối quan hệ với ta, nhiều con cái của ta đã đánh mất như vậy đó. Họ chờ đợi để báp têm Đức Thánh Linh, họ chờ đợi để ta đến đời sống của họ, nhưng khi họ nhận được rồi thì dường như sau đó họ không còn tìm kiếm trò chuyện với ta nữa. Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta, Ngài quan trọng hơn quyền phép sau đó chúng ta nhận được. Thế mà chúng ta nhận quyền phép xong quên luôn Ngài, để cho Ngài ngồi một chỗ để khóc, Ngài ngồi một chỗ không có ai trò chuyện. Chúng ta mãi bận những công việc hàng ngày của chúng ta. Câu Kinh Thánh vừa rồi, chúng ta hãy cùng nhau để ý lại một lần nữa. Công vụ đoạn 1 câu 8. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Hãy nhớ, mối quan hệ với Đức Thánh Linh, mối quan hệ với Đức Thánh Linh, mối quan hệ với Đức Thánh Linh khi Ngài hiện diện, nó rất là quan trọng. Amen. Và từ sự hiện diện đó sẽ mang tới quyền phép cho tôi và bạn. Từ quyền phép này dịch đúng, nó là dynamite.
Nó là dynamo. Dynamite là thuốc nổ. Dynamo là máy phát điện. Thế ra khi bạn có mối quan hệ với Đức Thánh Linh thì từ trong lòng của bạn bắp tem Đức Thánh Linh, khi bạn cầu nguyện trong tiếng lạ thì nó giống như thuốc nổ vậy. Nó giống như máy phát điện vậy. Nó sẽ tiếp tục phát điện ra chừng nào máy nổ còn nổ. Amen. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh luôn kèm theo quyền phép. Quyền phép đó để bạn làm việc. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh mang tới thân vị, mang tới bông trái Đức Thánh Linh, mang tới mối quan hệ và tính cách mà bạn thừa hưởng từ Ngài qua mối quan hệ. Còn quyền năng đó là sự sức giàu. Quyền năng đó là những ân tứ Đức Thánh Linh để bạn làm việc cho người khác, để gây dựng hội thánh, để đưa người vào nước trời. Hãy lắng nghe này. Có nhiều người có quyền năng mà đã đánh mất sự hiện diện của Chúa rồi. Samson đánh mất sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ông ta phạm tội ngủ với gái điếm. Ông ta phạm tội tà dâm. Thế mà sự sức giàu vẫn còn trên ông ta. Ông ta nhấc bổng cánh cửa cổng thành, leo lên trên núi. Bởi vậy cho nên sự sức giàu và quyền năng không minh họa cho bạn thấy rằng bạn đang ở cùng Đức Chúa Trời. Ở cùng Đức Chúa Trời luôn mang tới cho bạn quyền năng và sự sức giàu. Nhưng bạn hãy kiểm tra lại mối quan hệ của bạn với Chúa. Chưa chắc có quyền năng mà đã có mối quan hệ với Đức Chúa Trời đâu. Câu nói này không phải để cho chúng ta xét đoán người khác, mà để chúng ta tự kiểm tra lại bản thân của mình. Mọi người hiểu không? Chứ khi nói ra rồi, bắt đầu bạn nhìn xét đoán, ông này có quyền năng, tôi không có. Nhưng chưa chắc ông có Chúa đâu, tôi vẫn có Chúa mặc dù chưa có quyền năng. Xin lỗi, bạn đang phạm tội xét đoán người khác đấy. Ma quỷ khi nổi nghịch lên định chống lại Đức Chúa Trời, Ngài đã đạp nó xuống khỏi tầng trời thứ ba. Nhưng những ân tứ, những quyền lực của nó vẫn còn cho tới ngày hôm nay. Nó vẫn đàn cao sáo nhị, vẫn âm nhạc từ Satan vẫn có. Ngài không rút lại, vì sách Roma lời Chúa đã nói. Sách Roma đoạn 11 câu 29. Câu kinh thánh này giúp chúng ta cẩn thận mối quan hệ đối với Ngài và ân tứ. Mối quan hệ đối với Ngài và sự sức giàu, hiện diện của Ngài và quyền năng. Luôn phải đi thêm. Roma đoạn 11 câu 29. Đây là câu thêm. Vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại bao giờ. Sự ban cho đây là những ân tứ. Sự kêu gọi, bạn nhận được ân tứ từ trời, bạn mất mối quan hệ đối với Chúa, nhưng ân tứ vẫn còn tiếp tục làm việc cho tới ngày cái xe ô tô quán tính đó nó không còn chạy được nữa. Amen. Khi mà bạn đi ô tô đang chạy một hồi, bạn tắt máy thả, không còn chạy nữa, nhưng xe ô tô vẫn chạy tiếp theo cái đà của nó mặc dù máy nổ không còn chạy được nữa. Ân tứ và sự ban cho Ngài không rút lại, nhưng hãy nhớ cẩn thận để chúng ta không vì nó mà bị lừa. Mối quan hệ đối với Ngài quan trọng. Hãy lắng nghe tôi nói này. Sự hiện diện của Chúa trong đời sống của bạn rất có lợi cho bạn và có lợi cho tôi. Nhưng có vô số những con người, họ không nhận lấy quyền năng, thành ra họ vô tích sự với những người xung quanh. Có những người đi ra ngoài đường cười luôn luôn cười tươi, nhưng mà không làm chứng được cho ai hết đấy. Hỏi họ là anh có vui mừng không, anh có hạnh phúc không? Tôi rất là hạnh phúc, nhưng cả cuộc đời 80 năm không hề có ai tin Chúa Giêsu qua con người đó. Tất nhiên câu hỏi đặt ngược lại, đã chắc có sự hiện diện không, hay là đang bị lừa? Nhưng khi bạn đã sống cho người khác rồi, tôi nói thật với anh chị em, không thể thiếu quyền năng được anh chị em ạ. Mình không thể thiếu sự sức giàu được. Trưởng lão Lê Hoàng Vượng đi truyền giảng tại chợ Đồng Xuân, có một người bị tàn tật đến. Ông cầu nguyện xong, ông về tâm sự với tôi: mục sư ơi, chúng ta cần phải quyền năng hơn. Bao nhiêu người tàn tật họ vẫn chưa được chữa lành. Đó là sự cứu mang. Chúa ơi, cần hơn, cần quyền năng hơn. Sự khác biệt giữa tin lành với các tôn giáo khác ở chỗ tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Chúng ta cần sự hiện diện của Ngài để tính cách chúng ta được thay đổi, để con người chúng ta được thay đổi, trong cuộc đời chúng ta có bông trái của Đức Thánh Linh. Nhưng để phục vụ nhân loại này, tôi và bạn
cần nhiều hơn quyền năng, cần nhiều hơn sự sức giàu. 17.000 chiếc xe lăn được đứng khỏi chiếc xe lăn đó tại Ấn Độ. Một buổi nhóm 4.600.000 người tới dự. Kinh hoàng Chúa ơi. Việt Nam chúng con cần tham ô, tham nhũng, tệ nạn xã hội, ma túy, bột đá. Vừa rồi tôi đọc một bài báo viết rằng có một loại bột đá mà do người Nga tự chế. Họ lấy một loại thuốc đó pha chế với xăng dầu chiết lọc, tiêm vào người khác vào thẳng máu. Và bắt đầu sau một vài năm xuất hiện những con giòi ở trong thịt, ăn từ bên trong ăn ra, ăn từ xương ăn ra. Tôi không hiểu là nó làm kiểu gì mà thân thể không còn sức đề kháng nữa. Chụp ảnh một cậu mà đầu của cậu, thân thể của cậu bị nhũng giòi từ bên trong. Loại bột đá do tự chế của người Nga rất là rẻ mà nó kinh hoàng như vậy đó. Bạn ơi, thế giới đang bị thối rồi. Họ cần quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ cần quyền năng của Đức Chúa Trời. Bây giờ nhiều những sự mà xảy ra không thể hiểu nổi. Trung Quốc vừa rồi cả hội đồng y khoa họp lại để giúp một người đàn ông mũi mọc ở trên trán. Ở đây không có mũi mà nó mọc trên này, thở trên trán. Có nhiều cái quái thai mà không thể hiểu nổi. Bạn ơi, thế giới này đang đi đâu, về đâu? Câu trả lời được Kinh Thánh nói rõ rồi. Còn tôi và bạn sẽ quyết định những con người sống bên cạnh tôi và bạn sẽ đi đâu và về đâu. Câu trả lời cần sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Câu trả lời cần sự sức giàu quyền năng của Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba, sự hiện diện của Chúa mang sự sức giàu tới cho bạn và cho tôi. Bởi vậy cho nên chúng ta phải bảo vệ và gìn giữ sự hiện diện của Ngài luôn luôn trong đời sống của mình. Sự sức giàu sẽ tăng lên qua công việc của bạn. Chúa đầu tiên ban cho bạn một talent sức giàu để bạn làm ra thành 2 talent sức giàu, từ 2 talent thành 4 talent, 4 talent thành 8. Sự sức giàu gia tăng, và khi sự sức giàu gia tăng, sự nhận biết Chúa gia tăng, hiện diện của Ngài không hề thay đổi, Ngài vẫn như vậy. Nhưng bạn nhận biết Chúa càng ngày càng nhiều hơn. Amen, 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 amen. Tôi lấy vợ tôi, tôi yêu vợ tôi lắm. Và khi sống với nàng được 2 năm tại bên Nga, có một buổi sáng nọ khi pha cà phê chúng tôi cùng uống với nhau, cô ngước mắt lên và hỏi tôi rằng: "Anh ơi, hình như sau 2 năm anh yêu tiền nhiều hơn ngày xưa thì phải." Tôi hỏi: "Tại sao em lại hỏi như vậy?" Cô nói rằng: "Bởi vì em thấy anh yêu em nhiều hơn." Tôi nhìn vào con mắt ngây thơ, con mắt nai tơ đó và nói rằng: "Em ơi, đầu tôi vừa uống cà phê nhìn nàng vừa lắc lắc đầu. Em nhầm rồi. Không phải anh yêu em nhiều hơn, mà em yêu anh nhiều hơn." Cô hỏi: "Thế tại sao em cảm thấy anh yêu em nhiều hơn?" Tôi nói rằng: "Bởi vì em yêu anh nhiều hơn, cho nên em nhận tình yêu của anh nhiều hơn. Còn anh vẫn yêu em như ngày nào." Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không ạ? Lấy ví dụ, tôi đấm ông Cẩn, tôi đấm nhẹ, tay tôi đau ít ít. Tôi đấm mạnh, tay tôi đau nhiều hơn. Không nói ông Cẩn nữa, ông Cẩn đấm vào bức tường. Ông Cẩn đấm nhẹ vào bức tường, tay đau ít ít. Ông mới thấy tay đau ít ít, ông giáng thật mạnh. Tường không tóe máu, mà tay ông tóe máu. Ông hỏi: "Tại sao tường mới đánh tao đau thế?" Tường trả lời rằng: "Không phải tôi đánh ông đau, mà ông đánh tôi đau." Cho nên lực phản lại trên tay của ông. Chúa yêu chúng ta vẫn như ngày nào, không hề thay đổi. Dù bạn có làm tốt hơn 100 lần bây giờ, hoặc tồi hơn 1000 lần bây giờ, thì tình yêu của Ngài trước sáng thế không bao giờ thay đổi. Còn chúng ta, tấm lòng của tôi và bạn được đặt dưới cơn mưa rào của tình yêu Chúa. Bạn đã từng nhìn thấy mưa rào Sài Gòn chưa? Bạn đã nghe bài Áo Lụa Hà Đông chưa? Cơn mưa rồi chợt tắt. Mưa rào rào, mưa giống như đổ xô nước xuống vậy. Tất cả những vật nào đặt ở dưới cơn mưa rào Sài Gòn đó đều đầy ứ, nhưng dung tích ở bên trong của nó lại khác nhau. Kết quả tất cả đều đầy, nhưng ông Vượng đưa dưới một cái cốc thì ông Vượng đầy cái cốc.
Còn ông cần đưa xuống dưới một cái nồi, đầy cái nồi, tôi đặt dưới một cái thùng phi thì đầy thùng phi. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, hãy bảo vệ sự hiện diện của Chúa. Tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi, nhưng bạn và tôi sẽ cảm nhận Ngài yêu chúng ta nhiều hay ít phụ thuộc vào bạn mở lòng cho Ngài nhiều hay ít. Amen. Hallelujah. Sự sức giàu quyền năng để chúng ta phục vụ. Quay trở lại câu công vụ đoạn 8, đoạn 1 câu 8. Hallelujah. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các người sẽ nhận lấy thuốc nổ, các người sẽ nhận lấy máy phát điện ở trong lòng các người. Không phải để cho nó nổ cho hàng xóm đích điên tai, nhức óc, mà làm chứng về ta. Hãy nhắc lại cùng tôi từ làm chứng. Làm chứng này nguyên gốc của nó là tử vì đạo, sẵn sàng chết cho cái điều gì bạn đang tin. Ai đã từng tới Viện Bảo tàng Quân đội Việt Nam tại Hà Nội, giơ tay tôi xem nào. Ok, tôi vào đó 3 lần. Lần đầu tiên vào lúc 9 tuổi. Tôi nhớ như in, lần đầu tiên trong cuộc đời ăn bát phở thịt bò tái. Ngon mà đến sau này vẫn ước mơ. Công đoàn nhà trường lại cho đi một lần nữa để ăn bát phở. Ao cá Bác Hồ và lăng bát thì quên hết, nhưng bát phở có thịt bò tái, cả cuộc đời chưa bao giờ ăn được nhiều thịt đến như vậy. Tôi đến Viện Bảo tàng lần thứ hai khi đã là sinh viên trường ngoại ngữ, học một năm để đi nước ngoài. Và lần thứ ba đưa vợ tôi vào trong đó cùng cậu con trai. Và tôi ngồi trên đống mìn và bom dài ngoài sân đó. Bên cạnh là máy bay một loạt, bao nhiêu bom mìn đầy như vậy. Và tôi ngồi trên đó chụp ảnh. Có ai đó đừng ngồi đây. Tôi bảo đâu, cứ ngồi bình thường. Bảo tại sao, không sao nổ à? Tôi bảo đây là mìn tịt, đây là bom thối. Mỗi chúng ta khi nhận quyền năng từ Đức Thánh Linh, Ngài đặt vào trong lòng của bạn một quyền năng, mà chính quyền năng đó đã khiến Giê-xu sống lại từ mồ mả, nằm ở trong tôi và bạn. Nhưng ma quỷ không hề sợ cái quyền năng ở trong bạn đâu. Nó chỉ sợ khi quyền năng nổ thôi. Bạn và tôi không sợ thuốc nổ, nhưng chỉ sợ khi nó nổ. Amen. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không ạ? Còn nếu như thuốc nổ vẫn bên trong mà nó không nổ thì gọi là mìn tịt, gọi là bom thối. Hãy quay sang lân cận nói rằng bạn và tôi không phải mìn tịt, không phải là bom thối. Nó nổ ra mới là điều quan trọng. Đó chính là điều mà tại sao cả thế giới sợ vì nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Khi bị nổ là như vậy đó. Nó phản ứng nhiệt hạch, tạo ra nhiều những năng lượng khác nữa. Và Chúa nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, sự hiện diện của các ngươi đừng chỉ ở trong đó để đi tu. Có những con người cả cuộc đời chỉ ở trong tu viện và nói rằng ở trong sự hiện diện của Ngài và nghiên cứu Kinh Thánh. Hãy nhận lấy sự sức giàu, hãy nhận lấy quyền năng, rồi sau đó không phải khoe khoang. Biết bao nhiêu con người cầm một túm bằng tiến sĩ. Tôi vừa rồi xem một vở kịch của Lưu Quang Vũ, vừa rồi kỷ niệm 25 năm ngày chết của ông ấy. Có một số cái vở kịch của ông ấy có rất nhiều ý nghĩa dạy dỗ. Vở kịch Tôi Và Chúng Ta, còn một vở kịch là Ông Không Phải Bố Của Tôi, thật là hay, để giúp cho thế hệ con cháu chúng ta hiểu được thế hệ của bố mẹ của mình. Bao nhiêu sự kiện xảy ra, nhưng có một cái hình ảnh mà tôi thấy rất là đặc biệt, đó là một nhân vật trước đây làm chính ủy hay là gọi là chính ủy đại đội gì đó. Ông ấy nói rất là to, ông rất là mạnh mẽ, ông ấy giết tất cả địa chủ. Nhưng bây giờ khi về hưu 70 mấy tuổi, ông ngồi vót tăm. Nghĩa là những cái người hội phụ lão, hội người cao tuổi giao cho một việc là trẻ tăm để đi bán, gây quỹ. Ông ngồi trẻ tăm. Ông bạn cũ mà là nạn nhân của câu nói ông không phải là bố của tôi vì tranh chấp nhà cửa, mới đi tìm gặp cái ông chính ủy cũ ngày xưa. Bởi vì câu nói của ông mà bây giờ tôi khổ thế này đây. Hai ông ôm nhau khóc lóc. Ông kia nói rằng thôi, lịch sử đã qua rồi, ngày xưa mình ngu thật đấy ông ạ. Chúng ta ngày xưa ngu thật đấy. Và nói một câu thật là hay. Ngày xưa tôi nói nhiều câu vĩ đại, thế mà đến cuối đời phải ngồi trẻ tăm. Mọi người hiểu không? Ngày xưa toàn nói những câu vĩ đại hầm hố, mà cuối cuộc đời này ngồi vót tăm, mà cho người khác xỉa, rằng mình có đâu để mà xỉa. Cuối cùng câu nói đó tôi ngồi tôi nghe rất là thâm thúy. Hãy nghĩ lại từ cái nhỏ đó. Hãy đừng có hầm hố. Khi mà nhận sự sức giàu từ cái việc nhỏ đó,
hãy bắt đầu làm chứng nhân cho Ngài. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Amen. Hãy nói với người lân cận rằng chúng ta không phải được kêu gọi đi vô tâm. Chúng ta cần quyền năng để đối diện với những nan đề, cần quyền năng để đối diện với bệnh tật. Một người phụ nữ bên Mỹ, trước khi vào buổi nhóm 15-20 phút, gọi điện thoại sang: mục sư ơi, khẩn trương cầu nguyện cho tôi. Một người đã gần trên 50, chồng phụ bạc, nhà rất là giàu có, gọi điện thoại chúng tôi qua Skype cầu nguyện cho chị. Chị nói rằng tôi khổ lắm, không thể chịu nổi nữa rồi. Họ đang cần sự sức giàu quyền năng. Amen. Có những nhà thương gia tại Đồng Xuân đang bi đát chuyện gia đình và con cái. Họ đang cần sự sức giàu. Họ có đầy đủ mọi sự, nhưng có một điều mà chỉ có Chúa mới đáp ứng được thôi. Chúng ta cần sự sức giàu cho những con người như vậy, cho mọi nan đề, cho mọi bệnh tật, cho mọi những tà linh áp chế những con người đó. Sự sức giàu quan trọng. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Sự hiện diện của Chúa rất cần cho bạn. Sự sức giàu cần cho những người khác qua bạn. Công vụ đoạn 2, câu 1 đến câu 4, con chuẩn bị bật lên. Đây là sự sức giàu tới khi họ chờ đợi. Chúa nói rằng, khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi hãy nhận lấy quyền phép và làm chứng với ta. Và họ đã chờ đợi 10 ngày. Họ cầu nguyện 10 ngày. Chúng ta còn 20 ngày nữa. Chúng ta còn 24, 25 ngày nữa. Hãy chờ đợi cầu nguyện. Nếu như chỉ có cần một người tại đây được thay đổi, nhận được sự sức giàu. Nếu như tất cả chúng ta đây đều chờ đợi Chúa, bạn ơi, Việt Nam truyền giáo cần nhiều con gặt. Và Chúa đã nói với mục sư trưởng Lê Văn Dinh rằng sự cứu rỗi của người Việt Nam ở trên thiên đàng phụ thuộc vào tỷ lệ thuận với những con người hầu việc ta được sự sức giàu. Được sự sức giàu. Nếu bạn cũng là người hầu việc Chúa, giống hệt nhau, nhưng sự khác biệt giữa người được sức giàu hay không được sức giàu. Tôi ước ao tôi và bạn đều là những con người được sức giàu. Amen. Sự sức giàu như thế nào? Hãy nhìn lên màn hình. Đến ngày lễ ngũ tuần, ngày lễ ngày 50 đó, môn đồ nhóm họp tại một chỗ thinh linh, có tiếng từ trời như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa. Hãy nói rằng từng cái một. Hallelujah. Ngài không đổ một xô lửa xuống Jerusalem. Và nếu như chỉ một xô lửa xuống dưới đó, và người nào muốn lấy lửa cho mình phải đến đây châm, thì ngày hôm nay hàng năm tôi và bạn phải đến hành hương tại Jerusalem. Nhưng Chúa Thánh Linh đã đặt trên đầu của những con người tìm kiếm Ngài, mỗi người có một cái lưới bằng lửa ở trên đầu của mình, và lưới đó cháy thường xuyên. Amen. Bạn và tôi không cần hành hương tới Jerusalem nữa. Ngay tại đây, chỗ này, tại nhà của bạn, bạn có thể cầu nguyện Đức Thánh Linh ở khắp mọi nơi trả lời cho những kẻ có lòng đói khát. Và anh chị em ơi, lưỡi không phải đậu ở dưới túi áo quần của bạn, không phải trong túi áo của bạn, không phải trong ví của bạn, mà nó lại nằm ở đâu anh chị em? Nằm ở trên đầu. Quần áo của bạn có đôi khi che được, nhưng ngọn lửa trên đầu sẽ luôn luôn cháy, kể cả khi bạn ngủ. Kể cả khi bạn ngủ. Thầy dân, nếu anh chị em có những giấc mơ hãi hùng, thì hãy đầy dậy Đức Thánh Linh để ngọn lửa cháy mạnh hơn. Ngay cả khi bạn ngủ, lửa vẫn tiếp tục cháy. Và lửa cháy, tôi đố ruồi nặng nào dám đậu vào chỗ ngọn lửa đang cháy đấy. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng, đây là lối thoát cho giấc mơ hãi hùng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tiếp theo, câu số 41. Hết thảy đều được đầy dậy Đức Thánh Linh. Khỏi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Đề tài này tôi sẽ giảng buổi sau, nhưng mà ngày hôm nay tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh sự hiện diện của Chúa và sự sức giàu, kết quả của sự sức giàu quyền năng. Câu 41. Oh hallelujah. Đây là điều lời hứa dành cho Berlin. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm. Trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. 3.000 người. Hãy nhắc lại cùng tôi, 3.000 người. Đó là số ít nhất của 1/10 cộng đồng Việt Nam tại đây. 30.000 người Việt Nam. Hãy chỉ xin nhỏ thôi, hãy cho chúng con 1/10. Chúng con đã nộp 1/10 cho Ngài, thì xin Chúa hãy cho chúng con nhận 1/10 người Việt Nam tại Berlin cho Ngài. Đây chỉ nói là khởi đầu thôi. Đó là 3.000 người. Cảm ơn Chúa. Sự sức giàu thay đổi. Trước đây không có sự sức giàu, họ sợ hãi chui vào nhà ẩn nấp. Khi sự sức giàu đổ xuống rồi,
lửa cháy trên đầu của họ. Phêrô, một kẻ chối Chúa 3 lần, xuất hiện trước đám đông giảng một bài chưa đầy 3 phút. 3 năm trời để đúc kết một bài giảng 3 phút, và kết quả lập tức xuất hiện 3.000 người tin Chúa Giêsu. Hallelujah. Một con người nhát sợ, nếu bạn đang nhát sợ thì bạn và tôi còn cơ hội. Đoạn 3 câu 6 câu 8, chuẩn bị kết thúc rồi anh chị em. Đoạn 3 câu 6 câu 8. Công vụ đoạn 3 câu 6 câu 8. Nhưng khi Phêrô nói với người rằng: ta chẳng có bạc vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phêrô nắm lấy tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Ngài người nhảy lên một cái rồi bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Sức giàu như vậy đó anh chị em. Đoạn 4 câu 4. Dẫu vậy có nhiều người nghe đạo thì tin. Số tín đồ lên độ 5.000 người. 3.000 người chỉ là bắt đầu thôi. 5.000 người tiếp tục bước vào nữa. Tôi ước mơ, anh chị em ước mơ. Tôi nhìn thấy, anh chị em nhìn thấy. Và chính điều đó mà chúng ta cần phải thay đổi cách làm việc càng mạnh hơn. Amen. Vừa rồi hai vợ chồng tôi phải xuất một khoản tiền mua 2 đôi giày cho một thằng Danny và một thằng Jeremy. Nguyên nhân vì sao? Bởi vì chân chúng nó to ra rồi. Tôi tưởng nó đi giày cũ được, nhưng mà giày cũ nó không vừa, phải thay đôi giày mới. Giày của anh nó để lại to quá chưa đi kịp, thành ra phải mua đôi giày mới. Giày là tổ chức, chân là hội thánh lớn lên thì chân lớn lên, chân lớn lên thì giày phải thay đổi. Amen. Người Nga đang thách thức chúng ta đấy. Chúa đang thách thức chúng ta thay đổi. Cũng đoạn này câu 31 câu 33. Lắng nghe này. Hallelujah. Xin Chúa giúp cho điều xảy ra trong Kinh Thánh xảy ra trên tôi và bạn. Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đẩy dậy, Đức Thánh Linh giảng đạo, Đức Chúa Trời canh giản dị. Câu 33. Tiếp theo, các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được ơn phước. Còn nhiều câu kinh thánh khác nữa, nhưng tôi muốn cho anh chị em nhìn thấy sự hiện diện của Chúa mang tới sự sức giàu. Sự sức giàu cần cho nhu cầu của dân sự. Amen. Nào mời anh chị em đứng dậy nào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.